Hải xin chào ông bà cô dì, chú bác và tất cả các bạn nhé. Tiếp tục hành trình đi quay chia sẻ các chợ phiên ở trên miền núi vùng cao. Và ngày hôm nay thì Hải sẽ dẫn cả nhà đi một cái phiên chợ là vô cùng là ấn tượng, mộc mạc, giản dị. Và Hải cũng chưa từng quay cho các bạn bao giờ. Chợ này mang tên đó là chợ Lậm Lúc, thuộc xã Lậm Lúc, huyện Bắc Hà, thành phố Lào Cai. Hải đang có mặt tại một cái không gian, một cái khu vực khá là đẹp, cảnh rất là thơ mộng, rất là hiền hòa, rất là giản dị. Bây giờ thì Hải sẽ mời các bạn ngắm cảnh một chút ít, sau đó là chúng ta sẽ đi vào bên trong chợ phiên để quay chia sẻ cho ông bà cô dì chú bác nhé. Xin mời các bạn. Một cái khung cảnh buổi sáng rất là đẹp các bạn, rất là giản dị, mộc mạc và không khí thì trong lành. Chúng ta đang nhìn thấy đó là sông chảy. Ngày hôm qua thì có mưa to lên nước, ngày hôm nay nó đục. Và các bạn thấy là mây đẹp không? Đồi núi chập trùng, một cái khung cảnh rất là hiền hòa. Và bên này này các bạn này, trên đồi núi này, không biết là chỗ các bạn như thế nào, nhưng mà trên chỗ mình ấy, buổi sáng các bạn, buổi sáng thì hay xuất hiện những cái đám mây rất là đẹp, đang làm các bạn nhìn thấy là cái đỉnh núi nó còn nằm trên cả mây, có nghĩa là mây ngang chừng đèo. Đẹp nhỉ các bạn nhỉ. Ở đây thì có một cái cầu mới làm này. Đấy. Và cái cầu kia thì cũng có một cái cầu nhưng mà cầu cũ. Ngày xưa thì bà con đi cầu đấy, nhưng mà bây giờ thì người ta mới làm cái cầu mới này nên đổ xô hết là đi sang cái cầu mới này. Đấy, một cái không gian buổi sáng rất là đẹp, thơ mộng. Và Hải đang đứng ở đây ngắm một chút ít, sau đó là sẽ dẫn cả nhà đi vào trong chợ phiên để xem chợ ngày hôm nay có gì đặc biệt, có gì thú vị. Sẽ mời ông bà cô dì chú bác trải nghiệm nhé. Và đây là cũng là lần đầu Hải đi chợ phiên Lậm Lúc này. Và chợ đây cách đây khoảng một cây nữa, chúng ta sẽ đi vào trong chợ. Bây giờ thì Hải đã đến chợ phiên rồi các bạn. Đây là cổng chợ này, rất là nhiều xe máy, ô tô tải, chắc là người ta chở hàng. Và người dân thì đi xe máy thì đến đây này. Và đây là cũng là lần đầu tiên đến chợ phiên Lậm Lúc. Mình cũng chưa biết là lối nào, chắc là lối này các bạn. Đây. À kia, chợ trong kia các bạn. Ở đây thì xe máy nhiều hai bên dọc đường. Hình như là không có bãi để xe nhỉ. Như kiểu chợ quê. Mình hay gọi là chợ quê ở trên miền núi. Không biết là bác này mua gì đây. Anh đi chợ về rồi à? Ô về sớm thế, giờ mình mới đi. Đấy. À đây là người ta bán dưa này các bạn này. Dưa người Mông. À đây có quả lê. Lê này, lê ở trên xi anh ơi. Em xem gì nhá. Ô, à lê Bắc Hà. Ô này gặp anh ở đây nhỉ. Lần đầu tiên em đến chợ này đấy. Lê. Lê. Lê thường thường là ở trên xi là nhiều. Nhưng mà lê này ở gần Bắc Hà cũng có. Đợt hôm nọ mình lên Bắc Hà đấy, mình tưởng là cái gì không chắc thể... Chắc là anh bán 20 hay 25? Cái này mình 15 đấy. À 15 đấy á? Ồ thế hôm qua mình mua 20. Hôm nay rẻ nhỉ, hôm nay rẻ được 5.000. Đây những cái quả dưa người Mông này đấy, dưa bản đấy, chị này cũng bán này đấy. Dưa chắc là tí về phải cắt tóc hát nhỉ. Ở đây có quán tiệm cắt tóc này các bạn này. Chào chú nhá. Tiệm di động. Dưa ngay đầu cổng thì bà con bán hoa quả địa phương này. Cái mùi gì nhỉ? À đây này. Ở đây là người ta bán bún. À trong chợ đây các bạn này. Hình như đây là lối đi vào trong chợ. Nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ vào nhé. Chúng ta đứng ở ngoài thôi. Xem ở ngoài có cái gì hay hay. Ở ngoài đây là người ta bán dưa. Hình như là mùi rau rút ấy. Đây, chào cô nhé. Chào xem đấy. Cháu xem gì cô nhá? Ở đây, vâng, xem để mua chứ xem để bán. Cái này rau rút này, rau thối nhỉ? Cái này xào với trứng à cô? Xào trứng. Nó có mùi thum thủm, người ta gọi là rau thối ấy. Nhưng mà ăn ngon nhỉ? Ngon. Ồ, thế hai loại khác nhau á? Vâng. À... cái này non hơn, cái này là còn mới hơn đúng không? À. Nói chung là mình cũng chưa ăn bao giờ các bạn. Nhưng mà nhìn nó non. Lấy một bộ
Vâng. Tí 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 quay về. À rồi. À cô trông chờ ở nhà đấy á? À. Hóa ra là cô người dân ở đây à? Cô dân quanh quanh đây mà. À vâng. Cô trông chả ấy. Vâng. Sao với trứng nhỉ? Sao trứng đi nấu cả cá ngon. Ờ cô tốt luôn cho khách à? Tốt cho khách. Đấy, bây giờ là khách rất là nhàn. Không biết ăn thì già cứ ăn thử một lần thì lần sau vâng. Là ngon rồi đấy. Đúng, lần sau là mê luôn đúng không? Đúng mà, nó vâng. Thôi nhưng mà ăn lại ngon. Lần đầu tiên chợ này còn không biết đi nối nào, đi lạc đường một đoạn. Hôm nay đi đầu tiên á. Vâng. Cho đi ô tô, à đi xe máy thôi. Thế quên rồi. Đi xe là mình đi cùng. Vâng. Đi theo kiểu đi theo người ta ấy. Vâng. Đấy, rau củ quả bên này. Rau địa phương ạ. Ờ ở đây có à ở đây là người ta bán rau bí. Thôi chúng ta sẽ đi dọc đường xem có gì không nhé các bạn nhé. Bởi vì đây là cũng là lần đầu tiên mình đi chợ này. Đấy, đường đi mình còn bị lạc một đoạn, sau đó mình hỏi người dân thì sau đó thì mình mới đi theo các bạn. Đấy, cháu chào cô nhé. Cô bán rau à? Cháu xem tí. À, ở đây này, cô ấy bán quả đu đủ này các bạn này. Đấy. Cái này nhà trồng được à cô? À vâng. Đây là gọi là răng cưa nhỉ? Hay là mùi tàu nhỉ? Mùi tàu nhỉ? Đấy, ở mình thì hay gọi là răng cưa. Chắc là có tên nữa là mùi tàu. Cái này thì nấu canh chuối ốc ấy, người ta hay cho vào nhiều. À, bác ấy có cả cái này rau dớn. Đấy, rau dớn. Ngọn rau dớn, bó rau dớn. Lạc. Nói chung là khu vực ngay đầu cổng đây thì mình thấy là người ta bán rau củ quả là nhiều thôi các bạn. Mình sẽ đi một vòng để xem có gì không. Dứa này. À đây có tằm này các bạn này. Cháu xem tí cô nhé. Ở đây có tằm sắn này các bạn này. Tằm vàng vàng. Con này là người ta luộc rồi. Một túi này chắc là nửa cân. Tằm này 100 hay 101 cô? À 100 nghìn một cân đấy các bạn. Chỗ này nửa cân nhỉ? Nửa cân là 50 nghìn. Đấy. Cái này người ta luộc sẵn này các bạn. Ui. Ở đây cô có quả xoài ngon chưa này? Chắc chắn là xoài nhà rồi cô nhỉ? Ba tiền cân à? 15 nghìn à? Chỗ này được mấy cân nhỉ? Chắc là 3-4 cân đấy. Thơm nhỉ? Đấy, cái này ăn ngon này các bạn này. Thế thì chị số này xem mình chắc là được 5 cân đấy các bạn. À tầm 4 cân. 4 nhân 40 50 60 nghìn à. Đấy. Thôi tí. Vâng. Mình cứ để đây tí, nếu mà có ai mua thì tốt, mà không mua thì mình sẽ về mua các bạn. Đấy. Xoài, cái này là xoài sạch nhá. Sạch mới có con ăn này. Vâng. À, thơm nhỉ cô nhỉ? Ừ, mùi rất là thơm. Đấy, xoài nhà mang đi bán. Dạ. Dạ. Xoài ngọt mà. Dạ. Xoài nhà. Đấy, khu vực bà con bán rau củ quả. Đây là rau. Chúng ta sẽ đi vào một vòng các bạn. Mình không biết ở ngoài đường có những cái hoa quả gì. Mà ngay bên này thì mình thấy là người ta bán dưa nhiều. Hay dưa, những cái đống dưa chuột, dưa người Mông. Hay, em chào anh nhá. Ôi, chính tỏ mình đi nhiều chợ nhỉ? Tưởng hôm nay lên Căn Cấu. Căn Cấu có lên. Không đi Căn Cấu bao giờ à? Có ông mình vợ ở Căn Cấu mà. À, đây là lần đầu tiên em đi chợ này đấy. Thấy bảo có người bạn ở trong này cũng có chợ thì mình vào đây luôn. Đang định phi lên Căn Cấu ấy. Ôi, dưa to như các bạn này. Cái này là già chưa anh? Bình thường nhỉ? Cái màu nó vậy đúng không? Cái màu quả dưa này nó vậy thôi, nó cũng chưa già hẳn các bạn. Dưa người Mông. Cái này là người ta trồng xen kẽ vườn bí đấy, hoặc là vườn ngô đấy. Đây là những cái quả bí này các bạn này. Non chưa? Xào. Còn đây là mận tam hoa cuối mùa. Cái dòng này 15-20 anh? 15. Cuối mùa mà nó rẻ nhỉ? Mình cứ tưởng là cuối mùa là bán thế, còn đầu mùa bán mình. À đầu mùa. Cuối mùa là lên một tí thôi đúng không?
À, nó kiểu nó hiếm ấy, hàng nó hiếm. Đấy, anh ấy bán những cái hoa quả gọi là của nhà trồng được mang đi bán đấy các bạn. Những cái quả dưa, dưa bản. Đấy, rất là nhiều tên nhé, các bạn có thể là gọi là dưa bản là một này, dưa người Mông này, hai này, hoặc là dưa mèo này, đấy. Đấy, nó có mấy cái tên, nó thuộc hệ dòng dưa chuột đấy. Nhưng mà quả các bạn để ý là nó béo béo này, nó to, bầu bĩnh, tròn. Kiểu nó bầu bầu, to to, cầm rất là đã tay các bạn. Đây. Đấy. Nói chung là chợ phiên đơn giản nó chỉ theo như mé ngoài đường nó chỉ như thế này thôi các bạn. Còn là không biết là trong chợ này có cái gì không. Và đây là có người bánh rán, bánh rán này. Đấy. Cái này trẻ con rất là thích các bạn. Ơi. Không biết là mé ngoài kia có gì không nhỉ? À, xã Lầm Lúc, huyện Bắc Hà, thành phố Lào Cai. Đấy. Đây là khu vực này mình thấy nó khá là đông. Không biết là người ta đang làm gì đây. Hoa quả. Đây, khu vực hoa quả này các bạn này. Đấy. Dừa. Dừa vàng ăn ngon, dưa vàng đắt tiền hơn các bạn. À, gọi là dưa lưới à? Em thấy màu vàng em cứ gọi là dừa vàng. À, tại sao mình biết chị gọi là dưa lưới rồi? Bởi vì là ở đây cái vỏ này nó có cái như kiểu cái lưới ấy, thì gọi là dưa lưới này. Đấy. Dưa này ngon. Nhưng mà đây còn là dưa hấu xanh. Vỏ mỏng nhỉ. Đây này. Dưa ngon chưa này? Vỏ rất là mỏng. Ôi. Đúng là chợ phiên là vùng cao, toàn là nông sản ở địa phương thôi. Dừa một đống các bạn. Vâng. Nhiều dưa nhỉ. Ấy. 5.000 một cân ạ. 5.000 một cân cô. Ồ rẻ nhỉ. Đấy. Nhưng mà một quả nó rất là to nhé các bạn nhé. Quả nó to lắm. Đây này, cái quả kia to chưa? Cái quả này chắc là phải rơi vào một cân đi nhỉ. Đây con này. To chưa? Cô không thích quả to à? À, không có thích quả to. Tưởng là nhìn thấy quả to phải sướng ấy. Cô ấy đang chọn những cái quả trung bình, gọi là những cái quả bánh tẻ. Cái này cho tủ lạnh xong ăn mát các bạn. Ô, sao đi chợ toàn thấy dưa nhỉ? Đây này các bạn này, bên này bán dưa này, bên này bán dưa này, rất là nhiều dưa. Đúng là mùa này là mùa dưa nên là bà con mang đi chợ phiên bán rất là nhiều. Người ta trồng sen kẽ, gọi là sen canh nhỉ, gọi là sen canh. Đây bánh mì này. Này gặp mấy cô bán cá đây rồi gọi này. Đây, khu vực một dãy hàng cá các bạn. Không biết là có cô nào hay bán ở chợ Bảo Nhai hay không. Cá có xương răng thôi, không có xương to. Cái loại này loại to cô nhỉ? Nhưng mà nhai được thôi. Loại này hai mấy cô? 30 à? Cá này là 80 ấy. À 80 á? Vâng, cá nhàm ạ. Cá tên cá nhàm á? Vâng. Mình cứ tưởng là cá mồm rộng hoặc là cá... Không được cá mồm rộng mà. Nhiều nhỉ, cá to. 80.000 một cân. Cá này là bắt ở sông Chảy cô nhỉ? À em nhỉ? Ấy. À trên công ly á? À... Mình cứ tưởng là cô bán là bạn gái. Chưa nhìn kỹ các bạn. Này. 80.000 một cân à? 80.000 một cân. À. Đây. Đây. Mình cứ tưởng là cá của cô bên này gọi bằng cô, hóa ra là bạn này bán. Cái túi này là một cân à? À một cân này mà. Cá này nhiều thịt mà nhỉ? Người nó dày dày mà. À nó đẻ trứng á. Thấy nó dày dày. Cá này chiên giòn lên nhỉ. Chấm chiên giòn lên chấm chấm chéo. Hoặc là chấm cái gì đó chấm nước mắm. Ở bên này nhiều lắm các bạn. Bên này các cô cũng bán này. À. Đây là cá người ta bắt ở hồ Cốc Ly hoặc là sông Cốc Ly.
sông chảy đấy các bạn, cái sông mà lúc mình quay chia sẻ cho các bạn ấy, đấy người ta bắt ở đấy, người ta đánh lưới hoặc là đánh bắt quái. Cá này nói chung là cá tự nhiên ở sông các bạn. Đấy, bên này có cả cá nhỏ này. Đấy, những cái túi người bà con cân sẵn, 1 cân hoặc là lửa cân. Khách thì chỉ việc là mua về và rửa sạch, sau đó là tẩm bột hoặc là có thể là rán luôn. Đấy. Đấy, bên này bán gì đây? Dưa. Đấy. Đi chợ thì thấy rất là nhiều dưa các bạn. Dưa. Nói chung là đây là một trong những cái phiên chợ nhỏ các bạn. Theo như mình nhận xét đó là một cái phiên chợ nhỏ để phục vụ cho bà con xung quanh ở đây là chính thôi. Còn khách du lịch thì chắc là người ta cũng ít biết đến. Và cái chợ này cách đường cái nó rơi vào tầm 15 cây. Và chợ nó cũng không được rộng lắm. Và theo như mình suy đoán là ở đây là chủ yếu là cung cấp phục vụ bà con địa xung quanh ở đây. Bên bác này có món gì ấy? À, bao. Giống lúa. À, bác bán giống lúa. Không phải bán đâu, sao mà mua. À, mua về á? Ừ, thắp bên nhìn thôi. Nhà bác nhiều đồ thế. Hai bao to này các bạn. Ôi. Không có gì đâu. Đấy. Nhà không có điều kiện gì ngoài thóc. Thì chính tỏ là bác ấy mua rất là nhiều túi to. Thì chính tỏ là nhà bác ấy nhiều đồ các bạn. Cái này lúa lương hay là lúa ruộng đấy bác? À, lúa ruộng à? Thế nhà bác bao nhiêu sào à? Chắc phải hàng mẫu chứ. Giá? Một tạ giống á? Ủa. Và hai mẹ con. À, hai nhà. Thế thì nhiều lắm chứ nhỉ? Mình không biết là bao nhiêu nhưng mà bác ấy mua nhiều, rất là nhiều hạt giống thóc. Thì chính tỏ là chúng ta có thể suy ra là nhà bác ấy nhiều ruộng các bạn. Và bên trong này là có một cái lối vào này các bạn này. Mình sẽ vào nhé các bạn nhé. Vào xem bên trong có gì không. Ở đây là lấm à? Mình xem lấm gì nhé các bạn nhé. Cái này không phải lấm mối chứ? À lấm rơm chứ? Lấm mối ạ. À, cái này ăn ngon này các bạn này. Đấy. Cái này là người ta mới bắt sao này. Lấm mối. Cái này sao nhỉ? Yeah. Thật ra là con trai với những con trai thì ít nấu ăn nên này, ít khi là biết những cái món ăn ngon các bạn. Đây này. Cái này như kiểu cái ô ở biển người ta cắm người ta làm này, nhìn đẹp nhỉ. Đây. Đấy. Một cái ô. Nói chung là lấm mối. Chị biết bao tiền cân không? Hả? 100.000 à? À, lấm mối 100.000. Dạ. Nấm này ăn ngon. Nhìn biết là ăn ngon này các bạn. Vâng. Nhiều lắm. Vâng. Có nhiều không? Có nhiều. Nó mọc ở đâu rồi đây ạ? À? Trồng à? Không, không. Ở trên rừng á? Ở trên rừng thôi. À. Sao không mua hai về mà bán? Bán có ai lấy đâu? Mua hai 100 một cân này, chỗ có mua này. À. Đâu. Cô vừa mua một túi to. Qua đây ông mua nấm này. Một phát đi bác hả? Nếu mà nấm này là ngon. Nấm ở trên rừng vậy. Nấm mối. Không biết là trong này có gì không nhỉ? Hết mùa, mùa này mùa mưa bắt đầu mới có chứ cô nhỉ? Sáng nay người ta đây. Vừa đi vừa xe tới vừa hái. À, đây, cô mua một túi. Cô bán đồ thổ cẩm, đồ đeo, đồ túi, đồ quần áo. Cái kia là áo lam à cô? Áo lam kìa, đen. Ê, không biết là trong chợ có gì không nhỉ? Mình vào một tí đi vòng vòng quá. Mình cũng chả biết là lối nào là lối chính, lối nào là lối phụ. Cứ thấy mọi người đi vào là mình đi vào thôi. Qua đi. Hả đi. Chỗ ở đây có chỗ đàn sáng. Trong này có không? À, một quán cũng chơi. À, chợ phiên này bán rất là nhiều cái đồ mỹ phẩm này. Mũ này, túi sách này, nhiều lắm các bạn. Và những cái vòng đeo. Ngày xưa mình bán đồ này rất là nhiều các bạn.
Cái này gọi là đồ mỹ ký. Đây là túi sách này, dành cho các bạn gái đẹp các bạn. Bình dán này. Ê, ở trên đây có quán ăn đấy. Quán này quán bán phải gì nhỉ? Ở đây là có một cái quán ăn các bạn. Chắc là đi ăn đã các bạn. Bởi vì là chợ thì nó cũng bình thường thôi. Chợ này chủ yếu là phục vụ bà con quanh bản thôi. Ô, chỗ này gặp cô đây à? Cô này bán đây à? Ô, lần đầu tiên cháu đi chợ này. Cho cháu một bát nhỉ? Chắc là bát bình dân thôi nhỉ? Xem bát bình dân ở đây nó như thế nào các bạn. Nó không vậy thôi, đều nó như nhau hết. Hả? 20 Bác sắp hết rồi. Sắp hết rồi bác nhỉ? Đây này, sắp hết rồi. Đây cô đỡ bận, cô nằm rồi. Bác bao nhiêu được nhỉ? 30, 40 nhỉ? 25.000. Dạ? Mà cháu ăn bao nhiêu? Cho bác 30.000. Ăn phở à? Ờ, cháu ăn phở đi. Có ăn lẫn đầu nội nào? Cứ tập hợp đấy bạn, cháu người dễ tính mà. Cháu ăn mì tôm sống còn được mà. Ngày xưa ăn sắn còn được mà. Giờ có cái này ngon quá rồi. Cứ yên tâm. Thơm ngon. Nhìn bác béo này chính tỏ là bác nấu đồ ăn ngon hiểu không? Ăn vào mồm chứ mà có phải là mình bán qua tay đâu. Đây con gái đây nó còn bắt nước sạch ở ô thấy còn bác đi chợ Cốc Ly này, chợ Bảo Nha này, chợ Lâm Lúc này, chợ có ba chợ thôi à? À, bác Trần qua này cho nóng này. Cháu cứ phải ăn nóng cơ, ăn lúc nào mà nó rụng răng cơ. Đấy, bà con này cũng đang ăn sáng các bạn này. Dạ. Hay ngồi đâu được nhỉ? Làm cháu hai bát. Ở đây là đồng bào người Mông. Người Mông mới có người gì nữa cô? Người Mông, người Tây. Người Tây à? Có người Lùng không ạ? Người Lùng có. À, người Lùng có à? À. Lùng tí nữa hàng ăn Tây còn toàn có người Mông. Vâng, đây. Đây. Ở đây cho nó thoáng này. Thôi, bây giờ anh em mình ngồi đây ăn sáng nha các bạn nhé. Đấy, đi chợ phiên các bạn. Đi chợ phiên Lâm Lúc làm một cái bát tổng hợp, thịt tổng hợp và phở đỏ nhá, hành rau thơm. Đây có bát rau thơm này, à có cái rổ rau thơm. Thôi bây giờ thì mời ông bà cô dì chú bác và cả nhà dùng với Hải nhá. Cái này phải vắt chanh các bạn. Nói chung là mình ăn phở thì chuyên phải vắt chanh. Có người thì không ăn chua chua, mình thì ăn chua. Wow. Đây, chua quá. Vắt chưa? Thôi, Hải mời cả nhà nhá, mời ông bà có gì cho bác nhá. Mời các bạn ăn sáng. Anh em mình đi chợ phiên các bạn. Đi chợ phiên thìa tốt đây à? À thôi xin luôn cái thìa này đi. Ôi bát này to quá các bạn. Người đã béo này ăn một cái bát to này thì lo cả ngày. To quá. Thôi mời cả nhà. Chợ này là không bằng chợ Bảo Nhai chứ nhỉ? Vâng vâng. Mình phát hiện ra có một cái lông. Đây là lông lợn. Hôm nay oi nhỉ? Thấy oi không? Oi. Rồi thì nóng nóng ấy. Oi kinh khủng.
Wow, to quá cả nhà ơi. Đấy, ăn bữa này chắc là lo cả nhà. Món gì đấy? Gỗ à? Hay thảo quả? Cái gì thảo quả gỗ chứ? Cái gì? Chả thấy mùi vị gì? Chắc là gỗ thôi, làm gì thảo quả. Nguy hiểm quá các bạn. À, có quạt à? Còn đâu nhỉ? À, có quạt. Bác ấy quạt cho cái quạt mát à? Bà con này đang đi chợ các bạn, đang mua đồ, sắm đồ. Anh em mình đi ăn sáng. Rồi, chào mát rồi. Vâng. Bác ấy bật cho cái quạt ở, ở sau lưng cơ, mát quá. Ăn này chắc tối nhịn chứ. Thật ra là nhịn để giảm cân các bạn. Đang béo quá rồi. Đang mưa to. Đâu? Trời bắt đầu mưa rồi các bạn. Hôm nay có cầm ô và cầm áo mưa. Nhưng mà ô nó nhỏ quá sợ nó vẫn ướt các bạn. Rồi tranh thủ trời mưa thì cứ ngồi ăn đã. Hay làm tí rượu nhỉ? Nó tí rượu là không về được các bạn. Sợ các bạn làm phạt đấy. Ở đây có mỗi loại rau thơm nữa nhỉ? Cái rau này gọi là rau gì nhỉ? Rau lá. Ừ. Cái tô. Lá thì tô á. Trắng à? Cái tô trắng ấy. À. Ở đây mình thấy mỗi loại rau thơm này cơ. Bê cả bát ăn nha các bạn nhé. Thôi ăn bở, ăn phở bê. Đây gọi là phở bưng. Sao những miếng thịt đồng lòng nó dai thế nhỉ? Tôi ăn mấy lần rồi, ngon. Bán ở chợ, bán ở đâu? Bán ở chợ ấy. Cái chỗ chợ gần chợ rượu ấy. Cái chỗ mà hàng thịt chín ấy. Nhưng mà chủ nhật nó không bán. Cứ ngoài chủ nhật đây là bán hết. Hôm nào rỗi rỗi mưa vào chỗ ông địch làm. Đấy. Đấy. Lòng toát mồ hôi các bạn.
phở đỏ, phở này phải ăn nhanh các bạn, không nó tan, nó vữa là rất là nhanh, nó gãy. Wow. Phở bưng, đây gọi là phở bưng các bạn. Bây giờ nó gãy ra rồi, không phải là gắp đấy mà xúc được rồi các bạn. Ở trong chỗ kia bên kia là hết à? Mẹ bên kia bán thịt à hay bán gì à? Có thịt nào đen không? Lo quá cả nhà. Cố gắng ăn hết không nó phí. Nhà mình đã nghèo thì phải tiết kiệm cơ. Sắp hết rồi cả nhà ơi, còn tí nữa thôi. Cố gắng ăn hết không phụ lòng người nấu các bạn. Hôm nay là hơi bị có một cái lạ. Thôi ăn xong anh em mình đi dạo tiếp, đi xem chợ có gì không. Đây là lần đầu tiên anh em mình đi chợ này các bạn. Đấy, chợ bà con thì cũng đang sáng, mọi người thì cũng đang mua hàng. Đấy, trời đang có mưa các bạn, đang ăn sáng thì trời mưa, nhưng mà bà con đi chợ người ta đi sắm đồ, mua những cái hạt giống về trồng ấy rất là nhiều. Thôi bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp nhé các bạn nhé. Đấy, trời mưa thì cho nó mát, bởi vì là ngày hôm nay cực kỳ là oi các bạn. Mình sẽ đi tiếp tục. Mọi người thì vẫn đang ăn sáng nhé các bạn nhé. Nhưng mà trời mưa mình vẫn đi. Càng mưa càng mát các bạn. Mình rất là thích mưa vì đang nóng mà. Không, đi vào đây này, không sợ đâu. Đấy, ba cái anh vẫn cuốn này. Con này con mình cuốn các bạn. Con này bà chủ là lạ nhỉ. Mình có hay bán ở cốc đi không bạn? Không à, thế nào? À đúng rồi, thế nào thấy là lạ các bạn. Bánh cuốn nhân hành và mùng nhĩ. Đấy là bánh cuốn truyền thống thì có như vậy các bạn. Đấy, trời mưa quá nhỉ. Ở đây là đấy các bạn thấy là các cô mặc váy, đấy váy của người Mông và người Lùng. Ở đây khu vực này người ta bán những cái hạt giống thóc. Những cái hạt giống này thì mình ít quay thôi các bạn, bởi vì là những cái đồ này thỉnh thoảng có một số đồ Trung Quốc ấy, nên là người ta cũng không thích mình quay lắm, nên mình ít quay thôi. Ôi khu vực dao nhiều thế. Đây dao, rồi cái cào, cái cuốc. Ở trên kênh của mình thì cũng rất là hay bán những cái dòng dao mèo đẹp. Đấy, ông bà cô dì chú bác nào có nhu cầu mua dao mèo thì hãy liên hệ với Hải nhé. Hải kết bạn Zalo thì Hải sẽ gửi cho các bạn một số hình ảnh dao mèo để cho các bạn biết là nó đẹp như thế nào, chất lượng như thế nào. Rồi lúc đấy thì các bạn đưa ra quyết định mua sau cũng được. Đấy, quán thịt lợn. Còn một dãy hàng thịt lợn ở phía đằng sau các bạn. Mình chưa thấy là con nào thịt lợn đen nhỉ? Hết thịt lợn đen à? Đấy, con này cũng đen mà. Con này đen là gì? À, con này
À, lông đen à? À, gọi là châm bi đúng không? À, đây là ba chỉ đây. Ba chỉ à? Ôi nhiều lạc nhỉ? Đấy, ba chỉ lạc như này là ngon này các bạn. Cái này là thường thường là mình hay thích ăn nửa lạc nửa mỡ ấy. Thì ăn những cái loại này rất là ngon. Ngậy. Bao tiền một cân à? 101. Thịt lợn ba chỉ. Đấy, cái này thì các bạn lướng nhỉ? Thái lát ra ướp xong lướng ăn ngon. Luộc chấm chấm chéo. Một dãy nhỉ? Dài lắm các bạn. Đây này, các bạn nhìn thấy một dãy chưa? Đấy, một dãy hàng thịt lợn. Trời, nhưng mà trời hơi mưa. Mình đang đi phải đi khép vào đây không ướt hết ba lô các bạn. Đấy, các bà các cô đi mua thịt. Đây. À, bên này đỡ mưa này. Đấy. Sao là bên này có cái thuốc gì không? À, ở khu vực này là người ta bán đậu phụ thôi. Gà. À, đây có lợn thế. Sao bảo không có lợn? Ở đây là có mấy con lợn này các bạn này. Đấy. Mình cứ tưởng là chợ này không bán lợn, hóa ra là cũng có lợn các bạn. Đây. Vâng. Cháu là chuyên gia đi à, chợ này nằm giáp ở ngay suối này các bạn này. Đấy. Ở đây là người ta bán lợn, mình xuống xem cho các bạn nhé. Có lợn giống ấy, ở đây đa số là lợn giống. Đây này, con này này. Đấy. Lợn đen các bạn. Ít. Người ta buộc cái dây đây này. Không biết là con này là... À. Con này tầm triệu mấy anh? Triệu dưới đó. Rẻ lắm anh nhỉ. Lợn đen các bạn. Ít. Đây. Đấy. Con này bao nhiêu cân được nhỉ? Con này lợn cái. Lợn cái các bạn. Mời em cái. Và đây có một con lợn đỏ. Lợn lai rừng các bạn. Đây. Đấy, con này nó trên một yến đấy nhỉ. Đấy, lông màu đỏ này. Ở trên vùng cao trên mình ấy thì mình đi quay cho các bạn xem các chợ phiên ấy thì đa số là đến khoảng 99% là lợn đen. Rất là nhiều các bạn. Các bạn thích mua thì các bạn cứ lên vùng cao mua. Và giá hơi bình quân người ta đang đưa ra với giá là 100.000 một cân các bạn. Và cái thời điểm qua Tết một tí thì nó rơi vào 120. Nhưng mà bây giờ thì nó rẻ hơn một tí thôi. Đây. Hoặc là ở đây thì các bạn có thể là mua vo. Hoặc là mua theo cân hơi. Đấy, thích cân thì cân mà thích mua vo thì mua. Ví dụ như con này người ta báo là tầm 1,6-1,7 triệu. Thì là các bạn thấy cảm giác mà vừa giá mà mua được thì mua, mà không mua được thì có thể là hai bên thương lượng xem là hợp lý thì mua. Và wow, lợn đen này các bạn này. Ít. Lợn đen. Ở đây thì ít lợn. Đấy, so với ví dụ Bắc Hà, Lùng Phình, Cán Cấu thì ở đây ít lợn hơn, nhưng mà cũng có lợn để mua. Đấy, các bạn thích mua thì cứ lên vùng cao, chợ nào cũng có các bạn. Đa số là như vậy, rất là nhiều lợn đen. Và các quán người ta làm thương phẩm ấy, ví dụ quán phở này, rồi quán bún này. Và người ta hay sử dụng từ thịt lợn đen. Đấy. À, con này các bạn này, con này to này. Và con này thì bác ấy đang báo là 1,7 triệu này. Đấy, tai nhỏ. Đấy, các bạn nhìn thấy tai của nó nhỏ. Lông của nó rậm. Đấy, con này này. Đấy, cái con nằm ở giữa ấy. Đấy, con này chắc là to nhất đấy. Người ta đang báo giá là 1,7 triệu một con. Thả cái rau rừng vào nó ăn luôn các bạn. Đấy, cái khu vực này là khu vực ở phía sau chợ và giáp với suối này. Đây, một con suối nhỏ. Ở dưới đây là người ta làm hình như là cũng nuôi lợn hay sao các bạn.
mình thấy ở đây là người ta quay này, chắc là người ta chăn thả hoặc là nuôi con gì ở dưới này, nhưng mà mình chưa thấy con nào chứ ạ, chắc là bỏ hay sao ấy, không thấy con nào nữa. Ở đây hình như là anh ấy mua một con lợn, không biết là anh chọn con nào các bạn, để xem là anh ấy chọn con nào. Đây. Anh bắt con đỏ anh? À, lợn nai rừng nhỉ? Phải lợn nai rừng không anh? Không phải. Gọi là lợn đỏ không nhỉ? Đấy. Rất là nhanh gọn các bạn. Chắc là về nuôi đấy nhỉ? Con này chắc là chỉ về nuôi thôi. Đấy, người ta cho vào cái bao ấy. Sau đó tí nữa người ta sẽ cắt một cái lỗ ra để cho có không khí nó thở. Đấy, bây giờ là người ta buộc cho nó chặt ấy. Sau đó là tí đục một cái lỗ. Đấy, có gì? Đấy. Mùa này nó nóng các bạn nên phải đục lỗ. Đây, cô ấy đang cầm cái dao để cắt một cái lỗ cho nó oxy, cho nó thở. Con này chiều rưỡi anh ơi. Chiều rưỡi ạ? À, chiều 3. Và một con lợn này chiều 3. Về thiết thiết nhỉ? Về nuôi. Về nuôi. Còn đây anh ấy về nuôi các bạn, chứ không phải thịt. Kêu anh một tí thôi. Ở đây có lợn đấy. Ở đây có lợn đấy, bảo không lợn. Đấu trước mình không xuống bên đây. Ở đây người ta bán cả chó này các bạn này. Có hai con chó con. Ở đây là chó phổ thông thôi. Và cái dòng những dòng này nó chỉ rơi vào tầm 200 hoặc là 250 thôi. Đấy, rất bé các bạn. Đây nè. Con này anh bắt được con lợn 1.3 triệu. Tiếp thoại đây Hồng ơi. Đấy, ở đây bác con cá chấm này các bạn này. Cá chấm ấy, như vậy là con này béo nhỉ, mỡ nó vàng nhỉ. Đấy, nó vàng vàng. Ui, cái đuôi nhiều xương bé lắm. Cái này cá ao hay cá hồ mà mỡ nó vàng đấy bác? Ao. Nhưng mà mỡ nó vàng nhỉ, đẹp đấy. Mình thích nó màu vàng cái này các bạn. Đấy, cá này. Cái này mua về nấu canh chua các bạn. Mùa hè nấu canh chua, ăn cực kỳ là ngon. Bao tiền cân anh? Không biết. Nó có giá chung rồi đúng không? Cá chấm các bạn, con này. Con này không biết là bao nhiêu cân. Con này đến 2 cân không bác? Hơn nhỉ. Tại vì mình chưa mua những cái dòng này bao giờ nên đoán nó hơi khó. Vâng, cho đi chơi. À, anh ấy mua mỗi cái đầu và cái ruột về nấu canh chua. Đây con cá này các bạn này. Nhìn cái màu vàng óng nó béo béo ấy. Đấy, cái màu này rất là thích này. Ở đây bác nhìn nhiều cá chưa này các bạn này. Cá chấm bao nhiêu tiền một cân bác? À 70 à. 70 thì cũng bình bình nhỉ. Cách đây mình hỏi tháng hơn tháng cũng 70 rồi. Cá này giữ giá. Cá giữ giá. À, ở kia có mấy con rô phi kìa. Rô phi lai các bạn. Chấm. À đây con này con mè này các bạn này. À con này con rô phi chứ bác nhỉ? À rô phi. Mình nhìn nó hồng hồng cứ tưởng là cá mè không ạ? Ở đây thì có cá chấm và cá rô phi thôi. Để con rô phi kia to. Rô phi thì 55.000 một cân. Còn cá chấm thì 70.000 một cân. Cá rô phi to mua về lướng các bạn. Hoặc là hấp hoặc là rán được hết. Cá rô phi này nó nhiều thịt. Mình thử đoán con này xem mấy lạng nhỉ. Con này 8 lạng. Cân 2 á. Ồ cân 4. Đấy lạng nhỉ. Mình đoán là 8 lạng. Hóa ra là nó gấp đôi các bạn. Chính tỏ cá rất là nặng. Thì điều này chính tỏ là đàn ông đi chợ mình rất là kém các bạn. Trời ngày hôm nay mưa các bạn. Mình đang đứng ở cái khu vực bà con bán cá này, bán lợn này. Đứng đây để cho nó ngớt ngớt một tí, sau đó là sẽ đi quay tiếp các bạn.
Cá rô phi đấy thì bác ấy đang bán với giá là 55.000 một cân nhé, loại cá to. Còn cá chấm này, cá chấm thì 70. Ở khu vực ở bên kia thì bà con bán đồ thổ cẩm các bạn, những quần áo người Mông, những trang phục người Mông rất là nhiều, nhưng mà trời mưa quá, mình đang đứng ở đây các bạn. Có một cái ô nhưng mà bạn của mình họ mượn mất rồi, nên là mình phải bắt buộc phải đứng ở đây, mà ra ngoài thì máy nó hỏng ấy. Đợt trước mình đã bị trời mưa nó dính và đi sửa một lần rồi, lần này rất là nguy hiểm các bạn. Ngày hôm nay thì lần đầu tiên đi chợ Lâm Lúc thuộc xã Lâm Lúc, huyện Bắc Hà, thành phố Lào Cai, có mưa hơi buồn nhưng mà thôi các bạn, mưa cũng được, mưa cho nó mát chứ không mà nó cứ lắng là rất là oi. Mưa này xong khoảng mấy tiếng sau nó mát các bạn, còn là bây giờ thì vẫn đang oi nhé. Đây mình để ý nhá, toàn người mua đầu đấy. Ở kia là có hai con cá chấm kìa, nhưng mà người ta mua cái đầu về người ta nấu canh chua hết rồi. Còn đoạn phía bên dưới là còn nguyên. Đây cái cổng chợ này. Đây, cái cổng này là cổng đầu tiên, cái cổng kia là cổng thứ hai. Cho là chợ có hai cổng này, đi vòng vòng. Mua cốc chè vừa uống vừa đi về nhỉ. Ở đây bà con cũng đi về rồi. Cái video của mình sẽ kết thúc tại đây nhé. Mọi người xem video ấy, mình xin nút like, đăng ký kênh nhé. Cho tôi luôn nha. Hả? Mà giờ ăn xe qua là bị chứ ngắm nó tôi nói có những dòng cho làm lá để mong mà ừ ôi em đây là đang với nhiều tôi nhiều ô của lão vậy mà lão cho hai cái đi, hai cái đi nó bục đi, nó bục hết đấy. Hay à, ở đại ca mua hết à? Đi chặt này tông lên là có tiền tiêu mà nhỉ? Cầm cái này đi kiếm tiền rồi. Đại ca mua hẳn cái này mấy cân chứ? 5-6 cân. Cả tiền mà. chị thử cân thử nào. Cái này chắc phải 5 8 cân rưỡi. 8 cân rưỡi. Thôi xong xanh về sớm à. À. Bán rẻ tí hai vợ chồng được đến nhau về ngủ sớm. Ngủ sớm. Nếu mà nó đoán chuẩn về Buôn Châu quá. Buôn Châu. Buôn Châu nhìn cân chuẩn ra tiền đấy. Có tiền 5.000 nhỉ, hết ca rồi. Lại bớt cho 5.000. Chợ tan rồi. Chợ này tan sớm này. Bây giờ biết là mấy giờ nhỉ? Bây giờ chắc là 10 giờ chưa? Chưa. Chắc là 9 giờ nhỉ? 8 giờ 50. 8 giờ 50 á? Bà con này đang cầm đồ về, mình về đấy bạn. Nói chung là đây là một cái chợ nhỏ nhé. Còn rau củ quả địa phương này, người ta tương cung tự cấp, có nghĩa là bán cho những bà con thôn bản, thôn xóm ở quanh đây là chính thôi. Còn du lịch thì chắc là người cũng ít vào đây bởi vì đường chợ nó cũng không được đông này. Đó, xe mình vứt ở ngoài đây các bạn, xe cho mình vứt ở trên này. Đây là những cái xe tải người ta chở hoa quả, chở quần áo. Các bạn biết người ta bán với giá bao nhiêu không? Đó là 56 triệu. Đấy. Các bạn chia ra là con này to nhất chợ phiên là ngày hôm nay đưa ra với... Có bạn nào chia hộ với ạ?
các bạn nào chia hộ ra xem là bình quân với giá hơi là con đấy bán được với giá bao nhiêu. Mình nói số cân cho các bạn biết đó là 7 tạ 4 nhá. Và bán được với giá là 56 triệu. Thì các bác chia hộ ra giá hộ với. Mình tính toán hơi dốt, nếu mà mình tính toán là phải dùng đến điện thoại, máy tính cơ. Còn là mình tính bằng mồm là rất là dốt các bạn. Ê, con này cũng béo to này. Cái con to nhất thì đã lên xe rồi. Đấy, con này thì có cái form sừng cũng khá là đẹp này. Béo này, tròn trịa, cổ lên. Chiều cao thì gọi là trung bình. Đấy, cũng có thịt rồi. Làm thương phẩm tốt đấy các bạn. À, xin chào cả nhà nhá, chào ông bà cô dì chú bác và tất cả mọi người. Chúng ta đang có mặt tại một cái phiên chợ là vô cùng ấn tượng đặc sắc ở trên miền núi vùng cao, và cụ thể đó là chợ Bắc Hà, một trong những phiên chợ độc nhất vô nhị có 102. Ở đây là Tây Bắc ấy nhá, còn Đông Bắc thì có nữa các bạn. Nếu mà nói tổng thể về miền Bắc ấy, thì còn nhiều chợ nữa, nhưng mà đây mình nói về Tây Bắc ở khu vực Bắc Hà, Lào Cai, Sapa, Lùng Phình, Xin Chén. Đó là những cái chợ có trâu bò để bán. Đây này, người ta đang xem con trâu này. Chúng ta sẽ di chuyển ra đây một tí nhé. Các bạn nào chia sẻ nhanh đi, không là chợ nó tan các bạn. Ây, một con trâu này. Đây, chúng ta đang đứng trước một con trâu đực. Đây là một con trâu đực này. Đấy. Con màu gì? Đấy, đấy, còn trọng tam màu. Ăn cái thịt tam màu, ăn cái lông nó đâu mà. À, con này con cái chứ không phải con đực. Ấy, con này khung nó to, xương nhô. Buồn cái, sorry các bạn. Mình nhìn xa xa tưởng là châu đực, hóa ra là một em cái. À, con này thì hình như là người ta đang đưa ra với giá là 24 triệu các bạn. Không phải. Không phải 24 nhá. 25 triệu. Đấy, 25. Con nào? Con này. Đấy, báo là 25 nhưng mà chắc là người ta rẻ rẻ thôi. Một con trâu cái khung to. Đấy. Xin chào cả nhà, chào ông bà cô dì chú bác và tất cả bạn bè xa gần, trung cận và lân cận xem ủng hộ. Con này thì hơi đói này. Con này mà ăn no, à, con này mà béo thì con này khung to này các bạn này. Trâu cái, con này đẻ rồi. Không biết phải con của nó đây không. Đấy, anh đang báo là 24 triệu. Nói chung là về chăm bắp nó sẽ béo ạ. Cái khung của nó khá là to. Đấy, chợ bắt đầu hết trâu ạ. Chỉ trong vòng một tiếng thôi là chợ giải tán các bạn. Sắp hết trâu rồi, phải đi chia sẻ nhanh, không này hết trâu mất. Và ngày hôm nay mình chứng kiến người ta bán một con trâu to nhất chợ phiên nhá các bạn nhá. 7 tạ 4, bán được với 50, giá là 56. Đấy các bạn nhớ, các bạn nào chưa đăng ký kênh thì là các bạn hãy đăng ký kênh để vào xem video đấy nhá. Cái video đấy mình chưa úp, nhưng mà trong vòng 1-2 ngày tới mình sẽ úp cho các bạn xem con trâu to nhất chợ phiên ngày hôm nay. Con trâu đấy bán được giá 56 triệu, 7 tạ 4. Và nó đẹp như thế nào thì các bạn tò mò thì các bạn đăng ký kênh để xem con trâu đấy nhá. Đấy giá hiện, nếu mà so với thời kỳ mà đỉnh điểm của trâu bán chạy, nó giảm, nó bị tụt mất 15-20 triệu các bạn. Đấy, 50 triệu đáng nhất là ngày xưa phải bán được tầm 70-75 triệu. Nhưng mà giá bây giờ thì nó bị thụt mất khoảng 15-20 triệu. Đấy giá trâu hiện tại bây giờ là chơi vơi, gọi là bèo giặt mây trôi các bạn. Lênh đênh giữa thị trường bây giờ là như vậy. Và các bạn có thể là chứng kiến một ngay trước mặt các bạn của chúng ta thấy là một con trâu cái, trâu mẹ, chưa sắp sửa làm trâu mẹ, đó là gọi là dòng trâu tơ, màu sáng cực kỳ là đẹp, to vừa phải, nhỏ gọi là tầm trung, không phải to quá mà không nhỏ quá, rất là đẹp nhé, màu sáng sủa, trâu tơ. Và con này các bạn biết là người ta đang báo với giá bao nhiêu không? Và 103 bác đang xem like. Bây giờ là đang có 5 like. Các bác cho nên khoảng 10 like mình sẽ báo giá chi tiết cụ thể cho các bạn là con trâu này và tiểu sử của con trâu này như thế nào. Thì mời các bạn đang like, đang xem thì dùng tivi thì hơi khó like, nhưng mà các bạn xem điện thoại thì các bạn cho mình xin một like đến 10 like. Mình sẽ chia sẻ cái thông tin con trâu này cũng như là đánh giá nó một tí về con trâu này nhé.
một con trâu khá là đẹp, đẹp như gái 18 các bạn. À, độ tuổi này người ta đang gọi là độ tuổi 17, 18. Rất là đẹp, sáng sủa, đẹp mã. Châu cái, châu tơ. Đang đợi các bác chia sẻ đến 10 like là mình sẽ chia sẻ cho các bạn. Sẽ tâm sự với các bạn, đây gọi là tâm sự cá nhân. Chia sẻ những hình ảnh và chia sẻ cái thông tin của em châu này để cho các bạn biết được. Mình thì mình nắm rõ thông tin rồi, nhưng mà chỉ việc đợi các bạn chia sẻ lên, mình sẽ giới thiệu chi tiết cận cảnh và thông tin lại để cho các bạn hiểu rõ hơn. Đấy, một con trâu cái tơ đang độ tuổi 18 đôi mươi. Đang gọi là 17, 18 thôi, chứ chưa đến 18 đôi mươi. Khá là đẹp và đang trong thời kỳ mà bắt sắp sửa động dục. Một con nghe một con trâu vừa phải, khá là đẹp các bạn, khá là hiền. Chắc chắn là đây này các bạn, con này một thiều này. Rất là nhiều các bác đang xem ở đây. Không biết là các bạn nào còn thiếu 2 like, 1 like nữa thôi các bạn ơi. 9 like rồi, 1 like nữa để mình giới thiệu cho các bạn là một con cái tơ cực đẹp ở chợ. Đấy. Rất là nhiều anh đang nhòm ngó để sờ vào nó. 1 like nào các bác nào, 9 like rồi, 1 like thôi. Để mình giới thiệu cho các bạn một con trâu đẹp, trâu tơ. Sáng sủa, đẹp đẽ nhất chợ. Rồi, ok. Bây giờ là được 10 like nhá. Thứ nhất là con này là một con trâu tơ, trâu cái, đẹp. Con này thì người ta đang báo với giá là 22 triệu. Và người mua đang trả với giá là tới 19 năm rồi. Mà chủ chưa bán các bạn. Mà không biết là cuối cùng này có bán hay không đây. Đẹp nhé. Màu của nó cũng đẹp nhé. Màu mốc các bạn. Màu sáng, màu mốc. Đây báo, châu nó quay ra đây chứ mà. Vâng. Các chú cho em quay qua về đây phát biểu về câu nào. Tối về nhớ xem ủng hộ. Đây, cái khoái hông của nó cũng đẹp nhé các bạn nhé. Khoái đẹp nhé anh nhỉ. Có khoái trước không? À khoái trước cũng đẹp nhé. Con này còn trinh á. À còn trinh à. Thì mới gọi là châu tớ. Lắm đấy à. 19 năm rồi không bán này. 19 năm không bán à? Không bán được. Chuẩn là bao nhiêu thì bán à? 23. 25. Đều vừa đi bán là báo là 22 mà. 22 là đẹp. Chứ 25 này hơi cao. Ôi. Con này sườn đẹp đấy. Cái loại này cho không mình không lấy. Thôi cho không thì lấy. Đẹp nhờ các bạn nhờ. Một em trâu tơ đang độ tuổi 17, 18. Rất là đẹp. Đây là mình ví như vậy thôi. Ví như gái 17, 18 đang độ tuổi trăng tròn các bạn. Đây, con trâu này. Không to quá mà cũng không nhỏ quá. Đây, các bạn có thể xem cặp sừng này. Đấy, cặp sừng này chắc chắn là trâu tơ nhé các bạn nhé. Đây. Chưa đẻ. Trâu này chưa đẻ. Đấy. Không biết là có anh nào đụng chạm chưa? Chắc là chưa nhỉ. Nhưng mà tuổi này nó cũng sắp động dục rồi anh nhỉ. Lấy được rốt rồi nhỉ. Đấy. Rất là hiền. Các bạn đã mua về để làm cho nó đẻ này và làm trâu cầy. Bởi vì nó cũng khá là hiền các bạn. Những người thường thường là nếu mà các bạn mua trâu cầy thì các bạn chọn dòng trâu cái. Còn là trâu đực thì mặc dù nó khỏe nhưng mà nó lại bướng, khó bảo các bạn, khó nuôi. Nó không nghe lời mấy các bạn. Đấy, thường thường là các bạn chọn trâu cầy là các bạn các bạn chọn những cái dòng trâu cái nhé. Ôi này con này to này các bạn này. Ui dồi ôi. Con này to thế bác? To chứ. Con này đến gần 30 không ạ? Chào bà con nhá, 31 năm chưa bán. 31 năm, ok cảm ơn anh. Con này mới gọi là khung to này các bạn này. 31 triệu 500. Tầm 3 lứa chưa anh? Chắc 2 lứa thôi. Hả? 2 lứa. 2 lứa à? Đấy. Con này to nhỉ, béo có thịt các bạn. Nhưng mà bây giờ nó sồi rồi. À sồi à? Thế nào nó béo thế? Đấy, rất là béo ạ. Đấy, con trâu mẹ. Con này bị sồi một lứa rồi ạ. Nên nó béo. Nói chung là chia buồn các bạn nhé. Chuyện tình mẫu tử thì bao giờ là cũng đáng tiếc. Chia buồn. Và chúng ta đang quan sát một con trâu mẹ béo.
Con này đẻ con nếu mà đẻ ra chắc chắn là đẹp này. Cái ngoại hình con mẹ nó cũng đẹp cơ. Đấy, nó đẻ con ra thì chắc chắn là nó sẽ đẹp. Bởi vì thường thường nó lai di truyền những con trâu mẹ, trâu bố to thì nó đẻ con chắc chắn là sẽ đẹp các bạn. Đây. Mình ở bên Hà Giang sang hả anh? À Xí Mân Hà Giang nhỉ? À, anh ấy ở Xí Mân Hà Giang sang. À, xin chào cả nhà nhá. Chào ông bà cô dì chú bác. Chúc tất cả mọi người một buổi chiều vui vẻ. Không quạo nhá. Đấy, ông bà cô dì nào yêu mến kênh Tây Bắc TV1 thì là các bạn nhớ cho mình xin một đăng ký kênh. Và mình sẽ cố gắng đi quay chia sẻ tận tình, chu đáo, chi tiết và chân thực nhất cho các bạn xem. Đấy, ví dụ như là đây là một con trâu mẹ này và nó đang bị sổi, có nghĩa là đang có bầu ấy, nhưng mà sổi, vì thế mà bây giờ nó đang rất là béo và anh đang báo với giá là 31 triệu. Đấy, thông tin là như vậy, mình chỉ biết vậy thôi và biết vậy thì chia sẻ vậy chứ không có thêm không lếm gì nha các bạn nhé. Thôi chúng ta sẽ di chuyển sang một con khác và ngày hôm nay thì mình like rất là ngắn thôi bởi vì là chợ cũng gần hết trâu rồi. Rất là mong ông bà cô dì chú bác là chia sẻ cho mình một đăng ký kênh, chia sẻ lên Zalo hoặc là Facebook để cho mọi người cùng đi chợ. Đây gọi là đi chợ online cùng với kênh các bạn. Ô, con này sừng của ấu này. Đấy, sừng ngắn nhưng mà sừng của ấu nhá các bạn nhé. Đấy, con này cũng có thịt rồi này, có da có thịt. Mà con này thì chắc là vẫn còn non này các bạn. Để mình quan sát kỹ cái cặp sừng của nó. Đây. Đấy, sừng của ấu nhá. Cứ nhìn những cái con sừng của ấu là cảm giác là nó rất là khỏe các bạn. Con này không biết là lớn lên là cái sừng nó có dài một tí nữa thì đẹp các bạn. Nhưng mà vẫn non nhỉ anh nhỉ? Bốn răng thì nó to thêm một tí nữa thôi nhỉ. Thường thường là người ta hay nhắc anh trâu 6 răng. Đấy. Con này béo này, tai nhỏ này. Đấy, ngoại hình cũng vừa phải. Nói chung là về cơ bản là khá là đẹp rồi các bạn. Đấy, quay xa cho cả nhà. Quay xa cả cho cả nhà nhìn kỹ. Chứ không quay cận này các bạn tưởng là nó to quá. Nhìn nó phóng các bạn là bảo to quá lại rất là nguy hiểm. Đấy, quay xa cận cảnh và quay xa quay gần để cho mọi người nắm rõ và nhìn